Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ ghim được cái tuyến đường đã đi ở trên ứng dụng Google Maps. Thì bây giờ mình đã có một cái tuyến đường đã đi và mình sẽ ghim như thế này. Đi về hướng đông nam lên quốc lộ 217. Đây là một cái tuyến đường từ cái vị trí nhà riêng của mình tới một cái địa điểm, đó là 111 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, là địa điểm mà mình đã định cái tuyến đường này và mình đã ghim lại. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách chúng ta sẽ ghim được cái hành trình ở trên ứng dụng Google Maps, và sau này các bạn sẽ vào cái phần này để chúng ta có thể là chỉ đường mà chúng ta không cần phải thực hiện lại nữa. Rồi, thì đầu tiên thì để ghim được cái tuyến đường đã đi thì các bạn cần phải bật cái phần dữ liệu GPS, bằng cách là chúng ta sẽ bật cái phần vị trí ở trên điện thoại để điện thoại các bạn nó sẽ xác định được cái vị trí của các bạn ở trên bản đồ. Sau đó thì các bạn sẽ thực hiện cái việc là mở ứng dụng Google Maps lên và các bạn sẽ thực hiện một cái việc là chỉ đường. Ví dụ như là mình muốn chỉ đường ở cái vị trí của mình là tại nhà riêng tới thị trấn Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Lúc này thì mình sẽ tìm kiếm cái thị trấn Mộc Châu và sau đó thì mình sẽ nhấn vào phần là đường đi. Lúc này thì trong cái phần đường đi mình sẽ bắt đầu là định tuyến đường bằng cách là mình sẽ chọn cái vị trí xuất phát là vị trí của mình tại cái địa điểm là nhà riêng, và sau đó thì mình sẽ định cái tuyến đường tới thị trấn Mộc Châu. Rồi, sau khi mà mình đã định được tuyến đường thành công thì mình sẽ nhấn vào phần là bắt đầu như thế này. Đi về hướng Tây Bắc lên quốc lộ 217. Lúc này thì ứng dụng Google Maps nó sẽ tự động nó lưu cái tuyến đường này cho mình. Và bây giờ mình muốn ghim cái tuyến đường này lại thì mình sẽ bấm vào phần là ghim ở đây. Như vậy là mình đã ghim được cái tuyến đường này thành công. Và sau này khi mà mình muốn sử dụng lại, mình muốn xem lại cái tuyến đường đã ghim thì mình chỉ cần nhấn vào phần là di chuyển. Lúc này thì mình đã nhấn vào phần di chuyển thì nó sẽ có cái phần đó là cái tuyến đường mà mình đã ghim, mình chỉ cần nhấn vào phần bắt đầu. Vậy thì Google Maps sẽ tự động chỉ đường cho cái tuyến đường mà mình đã ghim như thế này. Và như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ là ghim được cái tuyến đường đã đi ở trên ứng dụng Google Maps. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong trường hợp là chúng ta muốn sử dụng lại cái phần chỉ đường với những cái tuyến đường đã đi mà chúng ta không cần phải thực hiện cái việc là chỉ đường lại ở trên ứng dụng Google Maps.